Makeup hướng dẫn cô cho lại cô cách dễ đúng rồi, cách hướng dẫn cô lại cách kẻ chân mày rồi cách makeup sơ đơn giản ở nhà. Nó với cả con nhận thấy là da của mình lớn tuổi rồi á, cho nên mình hơi có tàn nhang chút xíu. Đồ mồi. Đúng rồi, nhiều đồi mồi, cho nên là nếu như mình đi ra ngoài mình sẽ phải chọn những cái trang phục làm sao để che được cái khuyết điểm này. Rồi con thấy ở trong phòng mình cũng treo nhiều hình á, cô giới thiệu cho con được biết là trong phòng mình có hình gì nè, có hình đám cưới này, là đám cưới ai đây cô? Đám cưới của nhỏ em nó cưới dâu thì cả nhà đi dự á, hình hồi đám cưới. Trời ơi, hồi đám cưới đẹp quá này. Đây là 32 năm rồi. 32 năm rồi. Bọn này là hình con trai tốt nghiệp. Dạ. Này hình hai chồng chụp lúc bé nó còn nhỏ. Trời ơi, dễ thương quá. 4 năm tuổi. Dạ. Hình này là dự lễ tốt nghiệp con trai. Cháu tốt nghiệp kỹ sư bách khoa ngành xây dựng. Nhưng mà cái thời điểm này là con thấy tóc cô không có bị bạc như bây giờ á cô. Đúng rồi, cách đây cũng lâu rồi, 2014. 2014 là cách đây 6 năm rồi, mới 6 năm thôi mà tóc khác hẳn luôn đó, là tóc bây giờ bị bạc nhiều quá. Giờ càng già thì tóc bạc nó sơ, mình không biết cách giữ gìn sắc đó, đẹp vậy. Thấy không, càng già mình lại càng phải chăm chút sắc đẹp chứ. Này hồi đám cưới. Với độ tuổi U60 nhưng nét mặt và tinh thần của cô Phạm Ánh Ngọc vẫn rất yêu đời khi ekip chúng tôi trò chuyện. Được biết của anh Ngọc tiền thân từng là giáo viên, sau khi nghỉ hưu cô ở nhà lo việc nội trợ quay quần bên bếp núc. Niềm hạnh phúc của bà mẹ U60 này là được chồng và hai con yêu thương cùng nhau giữ ngọn lửa hạnh phúc của gia đình. Bình thường ở nhà thì mọi người có hay góp ý gì về việc ăn mặc của mình không cô? Con nhỏ gái thì nó nói là mẹ nên mặc cái này nhìn cho nó gọn hơn. Dạ. Nhưng mà cô thấy chương trình Tự Tin nó đẹp, nó thiết thực hơn là có stylist về thời trang khai thác cái những điểm mạnh, điểm yếu của mình để mình mặc làm sao mà cho nó đẹp. Cô có thể chia sẻ cho con một chút là cô cảm thấy không tự tin nhất về điểm nào trên cơ thể mình không? Cô thấy cái dáng cô cũng đâu được đẹp. Tức là tự cô cảm thấy thế thôi đúng không? Con gái thì nói là chẳng hạn như mẹ tròn thì mẹ lựa những cái form đầm mà nó rộng rộng, che được cái bụng. Che được cái bụng. Bình thường á, cô cảm thấy là điểm nào mình tự tin nhất? Cái thứ nhất là cô về thời trang thì cô cũng không có biết. Cứ ra ngoài chợ thấy cái gì được mà rẻ là mua về mặc thôi, chứ mình không biết là mình mặc cái đó nó có phù hợp hay không. Thứ hai nữa là hai đứa con cô thì thằng chị cháu lớn này cũng 30 tuổi rồi, cháu nhỏ con gái 25, sắp tới cũng phải làm xui thôi. Đó thì mình phải bước tới cái giai đoạn đó thôi. Thì cô muốn là stylist tư vấn cho cô về cái cách ăn mặc khi mà là làm bà xui, mặc áo dài hay là mặc cái đầm gì đó để cho nó sang trọng, nó lịch thiệp. Dạ rồi, con ghi nhận cái điểm này của cô để bàn cùng với ekip để làm sao cho cô thật là lộng lẫy trong cái ngày này. Rồi mình đi vào chi tiết một chút ha, là bình thường bây giờ cô thích màu gì, màu sắc gì nè? Thường thường cô mặc màu đen để cho nó dáng cho nó gọn gọn lại một chút. Rồi thí dụ như đi đám cưới thì mình mặc cái màu sắc nó tươi trẻ một chút, chẳng hạn như màu đỏ. Nhà bình thường thì cô cứ mặc đồ bộ. Cứ mặc đồ bộ vậy thôi. Đi thấy chợ cũng... tại vì giờ cũng cái tuổi về hưu rồi, cô cũng làm gì hết á. Chỉ có đi chợ rồi ở nhà nấu cơm cho các con ăn thôi. Thử cô cũng đèn xèn lắm. Mặc đồ bộ. Về cái việc ăn mặc đã thế rồi, nhưng mà mình về cái vấn đề là trang điểm tóc tai thì sao nhỉ cô nhỉ? Cô có chăm sóc tóc không? Vì thực ra con thấy tóc cô là đang hơi khô á nha. Cô chỉ gọi đầu bình thường thôi à. Dạ. Chứ không có chăm sóc. Không có ủ dưỡng hay là không có nhuộm tóc ạ? Nhuộm thì lâu lâu có tiệc thì mình mới nhuộm. Tức có việc công việc quan trọng thì mình mới nhuộm đúng không? Tại vì con thấy là cô có bạc nhiều. Đúng rồi, có khá nhiều tóc bạc. Nhưng mà con thấy là cô như là xăm chân mày đúng không cô? Đúng rồi. Là cô tự đi xăm hay là có ai mà tư vấn cho mình đi xăm như vậy không? Cô tự đi xăm. Cô tự đi xăm luôn hả? Sao tự nhiên nghĩ ra mà đi xăm luôn mày? Tại có nhỏ em á, Việt Kiều, Canada. Mà về cái nó đi làm đẹp, cái nó nói thôi em dẫn là rủ đi luôn. Chị đi luôn. Vậy là cô cũng đồng ý luôn. Rồi xăm về chú có nói gì không? Không, chú cũng dễ lắm. Nãy giờ thấy chú không nói gì, không bàn gì về chuyện nhan sắc mỡ hết hả? Cô làm sao làm chứ không có ý kiến, không có nói gì đó. Con hy vọng là trong chương trình này mình có thể tạo được một cái bất ngờ cho chú, là bình thường cô xuề xòa, cô không có thích
trang điểm, rồi cô không có chăm sóc sắc đẹp ha. Đến một ngày gọi chồng tới là làm bất ngờ cho chồng. Bất ngờ cho chồng. Dạ rồi. Wow, cũng nhiều màu tím đó chứ hả? Hồng tím nè. Hồi xưa cô cũng đi làm mà cũng có áo dài. Cô lấy thử một cho con coi một bộ nào mà cô thích nhất. Đúng rồi, cô thích nhất đi. Áo dài đúng không? Cô cho con biết lý do vì sao cô thích bộ này. Tại vì tuổi sao? Cô cũng lớn nhưng lại cô thích nó một màu thôi, nó đơn giản vậy, nó không có bài lẹt như thôi. Rồi, cho con coi thử bộ áo dài màu hồng này xem nào. Là cái áo dài cách tân, con gái nó mua cho. À, nhìn là biết ngay là con gái mua cho rồi, nhìn trẻ trẻ. Cô đã mặc bao giờ chưa? Cái này cũng nó mua cho nhưng mà đợi lúc dịp Tết mới mặc thôi chứ không có mặc. Không mặc bình thường à? Thấy nó trẻ sao? Quá. À, trẻ quá. Áo vest này là mình mặc đi đâu hả cô? Cái này mấy cái bộ đồ vest này là cô mặc lúc đi làm. Dạ, à. Này là cô tự mua đúng không? Cô mua vải, cô mai. Cô cho con xem một chút đồ trang điểm của cô được không? Vì con thấy ở đây cũng khá là nhiều đồ trang điểm này. Có phải của cô hay là của con gái? Này của con gái. À, này là của con gái. Còn của cô là cái nào? Của cô thì nó cũng ít lắm, không có gì hết. Dạ. Xem thử ha. Có cọ trang điểm này. Cái này để chấm tóc bạc. Có đồ chấm tóc bạc nữa hả? Ừ. Rồi. Này nhau bạn bên Mỹ cho. Phấn, đánh má hồng. Này về mascara. Con thấy rằng là lông mày của mình hơi bị lệch này. Vẽ mình không có kỹ á. À, cái này là mình đang vẽ thêm đúng rồi, đúng không? Mình sáng mình vẽ vẽ một chút. À, là có điệu vẽ thêm một chút xíu. Rồi so tiếng ngon chút xíu thôi. Dạ rồi. Chắc là cái này con phải nhờ chuyên gia make up hướng dẫn cô lại cách kẻ chân mày rồi cách make up sơ đơn giản ở nhà. Nó với cả con nhận thấy là da của mình lớn tuổi rồi á, cho nên mình hơi có tàn nhang chút xíu. Đồ mồi. Đúng rồi, nhiều đồi mồi, cho nên là nếu như mình đi ra ngoài mình sẽ phải chọn những cái trang phục làm sao để che được cái khuyết điểm này. Rồi con thấy ở trong phòng mình cũng treo nhiều hình á, cô giới thiệu cho con được biết là trong phòng mình có hình gì nè. Có hình đám cưới này, là đám cưới ai đây cô? Đám cưới của nhỏ em nó cưới dâu. Thì cả nhà đi dự á, hình hồi đám cưới. À trời ơi, hồi đám cưới đẹp quá này. Đây là 32 năm rồi. 32 năm rồi. Còn này là hình con trai tốt nghiệp. Dạ. Này hình hai chồng chụp lúc con bé nó. À, trời ơi dễ thương quá. 4 năm tuổi. Dạ. Hình này là dự lễ tốt nghiệp con trai. À. Cháu tốt nghiệp kỹ sư bách khoa. Dạ. Ngành xây dựng. Nhưng mà cái thời điểm này là con thấy tóc cô không có bị bạc như bây giờ á cô. Đúng rồi, cách đây cũng lâu rồi. 2014. 2014 là cách đây 6 năm rồi, mới 6 năm thôi mà tóc khác hẳn luôn đó, là tóc bây giờ bị bạc nhiều quá. Giờ càng già thì tóc bạc nó sơ, mình không biết cách giữ gìn sắc đó, đẹp vậy. Thấy không, càng già mình lại càng phải chăm chút sắc đẹp chứ. Này hồi đám cưới, dạ. Năm 89. Là dáng người cô thực ra từ ngày xưa là đã tròn tròn rồi đúng không? Phải, tại vì biết sao, cô đi Đức 3 năm nên khi qua Đức cô lên 10kg. Lúc về là làm cô dâu tới 70kg lên. Ôi trời ơi, cô dâu mà 70kg là tròn do à. Cái này đám cưới hình là này là mấy năm biết sao à? Mình tổ chức đám cưới ở nhà. Dạ. Tại thời đó là nó cũng chưa có nhà hàng. Rồi cái sáng đi làm mặt, chiều cái có cái ông bà đi phụ đám cưới, đi chơi dự đám cưới á. Cái ba thấy mặt cô lợt quá, cái ba đè ra ba làm. Là làm đậm thêm quá. Đúng không? Thấy nó xấu. À, thực ra cách đây 30 mấy năm thì cái xu hướng trang điểm ngày xưa nó cũng khác bây giờ nhiều lắm. Bây giờ thì lại càng tự nhiên, lại càng đẹp. Đó, cho nên là sau chương trình này con hy vọng là cô sẽ có một chút kinh nghiệm bỏ túi để khi mà mai sau mình có con dâu, mình chia sẻ cái kinh nghiệm làm đẹp với con dâu đúng không? Đúng rồi. Có thêm niềm vui mới. Thương hiệu thời trang cao cấp Casio 38 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng Tự Tin Để Đẹp ngày hôm nay. Thương hiệu thời trang cao cấp Casio với mục tiêu chiếm trọn trái tim của các quý bà quý cô từ độ tuổi từ 20 cho đến 50 tuổi. Casio không chỉ cung cấp các sản phẩm mang phong cách ấn tượng, thiết kế độc đáo mà còn giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Bây giờ mình đang ở một cái cửa hàng rất là đẹp với nhiều phong cách khác nhau. Con đưa cô tới đây bởi vì là họ có rất nhiều sự lựa chọn để cho mình lựa chọn xem là cái phong cách nào sẽ phù hợp với cô nhất.
Thì bây giờ cô chấp nhận thử thách của con không? Chấp nhận. Chấp nhận đúng không? Rồi ok, bây giờ cô sẽ đi chọn dùm con hai bộ đồ nha, để xem là cái lựa chọn của cô bây giờ đã phù hợp với cô chưa. Xong sau đó mình sẽ nói chuyện tiếp. Với mong muốn được tham gia chương trình Tự tin để đẹp, tư vấn trang phục đi làm xuôi cho ngày cưới của con trai, liệu Bông Chuẩn vào thử thách chọn đồ có quá khó đối với cô Ánh Ngọc không? Rồi bây giờ xin mời cô Ngọc để xem cô đã chọn những gì ngày hôm nay ạ. Cho con xem bộ trang phục cô chọn xem nào. Đâu? Wow. Thực ra là với bộ này con rất là đồng tình với cô nha, bởi vì là nó cũng che được khá khá khuyết điểm của cô, với lại nhìn rất là sang trọng. Nhưng mà con nhớ là mục đích của cô khi tham gia chương trình đó là lựa chọn một bộ trang phục để sắp tới đây là mình sẽ có một bữa tiệc rất quan trọng, đó là đám cưới của con trai đúng không? Cho nên là với những bộ trang phục như thế này thì nó rất là đẹp, nhưng nó sẽ phù hợp trong những cái buổi đi chơi gia đình nhỏ nhỏ thôi, mình đi chơi ra ngoài hay là mình đi cà phê cùng bạn bè thôi. Còn trong những dịp quan trọng thì mình sẽ phải rực rỡ hơn này, mình sẽ phải đặc biệt hơn. Đối với cô Ngọc thì cô Ngọc có chia sẻ là bởi vì mình muốn thay đổi diện mạo để sắp tới là có một cái sự kiện rất quan trọng của con trai mình là đám cưới của con trai. Cho nên là Bông sẽ lựa chọn những cái loại trang phục mà nó có mang tính chất là đi tiệc cũng như là làm nổi bật cái làn da của cô Ngọc hơn. Với dạng người của cô Ngọc thì bởi vì cô Ngọc rất là tự ti về vòng 1 của mình, cảm thấy là vòng 1 to hơn vòng 2 vòng còn lại rất là nhiều. Cho nên mình sẽ lựa chọn những cái form dáng mà nó có phần suông một chút, hoặc là ở dưới nó sẽ hơi xòe nhẹ để làm cho cân đối lại cái cơ thể của cô hơn. Và nơi tôn thêm vẻ đẹp của nhân vật chính là Hitomi Beauty Salon, 64 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hitomi Beauty Salon với nhiều liệu trình phục hồi chuyên sâu giữa smartbone, makeup and hair, duỗi, uốn, nhượng, đảm bảo quý khách hài lòng với giá hợp lý, chất lượng tuyệt vời. Dạ, đối với tóc của cô thì hiện tại nó đang bị hai khúc màu là ra chân này nè, bị bạc rất là nhiều luôn. Nên con sẽ dặn cho cô là phần bạc này với phần này nó sẽ hòa quyện với nhau, nó sẽ đều màu hơn để cho nhìn mình trẻ hơn. Còn về kiểu tóc thì tóc của cô hiện tại rất là mỏng và đã cũng uốn sẵn rồi, nên là con cũng sẽ không tạo kiểu cho cô nữa. Nếu như mà mình có tạo kiểu á, mình có thể làm cái kiểu nào mà nó nhìn tóc nó đỡ bị mỏng không ạ tuyệt? À đây, tóc cô hiện tại là hai bên này nó cũng hơi xẹp, nên là con có thể làm phồng hai bên này cho cô để tóc của mình nó sẽ phồng nhiều hơn, cái đầu nó sẽ tròn hơn. Còn về cái độ dài của tóc ấy, nếu như mà sau này cô có dưỡng tóc ra thì để cỡ nào là phù hợp? Cô nên để ngang vai á, ngang vai, bởi vì tóc của mình nó ít mà đang ngắn mỏng nữa, hạn chế để dài thì tóc cô nó sẽ thưa và mỏng rất là nhiều. Mình để ngắn á, thì tóc cô sẽ dày hơn. Chị Thúy ơi, về cái phần lông mày của cô Ngọc á, hiện giờ là cô đang xăm, cho nên là em muốn nhờ chị xem là có cách nào mà mình khắc phục được cái này không? Có trang điểm thì mình sẽ khắc phục được cái chân mày của cô lên cho màu nó nhạt xuống và cho nó tự nhiên hơn. Cô thì có mắt sụp mí, mình sẽ khắc phục luôn. Nhưng mà cô có nước da so với độ tuổi của cô là khá là đẹp, nhưng mà mọng mắt thì lại nhiều. Cái lứa tuổi của cô thì lên trang điểm nền màu tông tự nhiên, không nên sáng quá và mỏng, mà độ nền có độ dưỡng ẩm cao. Tức là bây giờ bởi vì mình là lớn tuổi rồi cho nên mình không nên đánh những cái tông quá sáng đúng không chị? Quá mà nó sẽ che được cái khuyết điểm ở những cái nốt tàn nhang với lại cả thâm nám của cô có hai bên má. Đấy, nói về tàn nhang thì bình thường mình có tàn nhang như vậy á, nếu như mà không phải là make up chuyên nghiệp thì mình đi ra ngoài mình có cách nào để che những cái khuyết điểm này không? Nói chung là tàn nhang thì mình mình khó thể chữa được hết, nhưng mà mình có thể làm cho nó mờ hoặc là nó không lên nữa bằng cách sử dụng kem chống nắng. Và mình chịu khó dưỡng da ban đêm, nó có những loại vitamin C thì nó sẽ làm cho mờ đi thôi, chứ còn tàn nhang mới nám mà hết tuyệt đối thì rất là khó. Nhưng mà kem chống nắng thì nó sẽ làm cho mình không tăng tàn nhang nữa cô ạ. Về cái phần make up này, em muốn hỏi thêm về phần môi hay là cái tông màu á, mình có thể dùng những cái tông màu như thế nào cho phù hợp với lứa tuổi? Cô thì chỉ nên dùng những tông màu nhẹ nhàng. Môi thì sẽ thiên về những cái màu tông cam hoặc là hồng cam. Màu mắt thì sẽ không thiên về màu mắt quá nhiều, mà màu mắt sẽ đánh rất là phớt nhẹ, nhưng mà sẽ khắc phục cái mí sụp. Cô mà không đi tiệc thì không cần thiết phải dán mi dày. Và bây giờ hẳn là phần mà quý vị khán giả đang mong chờ nhất, đó là sự xuất hiện sau khi biến thân của nhân vật chính, đó là chính là cô Ngọc.
Thì ở đây Bông có chú Mỹ. Chú Mỹ là chồng của cô Ngọc và chú cũng đã chờ cô từ sáng đến giờ để xem là sự thay đổi của cô sẽ như thế nào. Cảm xúc hiện giờ của chú như thế nào ạ? Rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp. Và chờ đợi. Sau rất là nhiều năm kết hôn thì đây có phải là lần đầu tiên mà chú thấy cô gọi là dành nhiều thời gian để đi chăm sóc sắc đẹp không? Có. Rồi bây giờ trong hình dung của chú, chú có tưởng tượng ra là cô trông sẽ như thế nào không? Nhìn bây giờ chắc chắn là sẽ rất là đẹp. Rất là đẹp, lộng lẫy đúng không chú? Dạ rồi, vậy bây giờ thì con sẽ không để chú đợi lâu. Con sẽ gọi cô ngay bây giờ nha. Rồi, con đếm từ 1 đến 3, cô Ngọc bước ra ha. 3, 2, 1. Wow, thần thái hoàn toàn mới khi diện bộ cánh đỏ rạng rỡ, giúp ưu điểm làn da sáng trắng được nổi bật cùng kiểu tóc phù hợp với gương mặt của cô. Một bà xui Tây Phương và hiện đại, Phạm Ánh Ngọc đã hoàn tất. Mời chú mở mắt ra. Bà xã rất đẹp, bà xã rất đẹp. Tặng bà xã. Cảm ơn. Trời ơi, dễ thương quá. Cảm xúc của cô hiện giờ như thế nào? Rất là vui. Vì hôm nay em có cái dịp được stylist Bông Chuẩn và ekip giúp đỡ cho cái ngày được vinh danh sắc đẹp. Vậy bây giờ cô đã tự tin để đi làm xui chưa? Rất là tự tin, sau này khi mà có tiệc hệ trọng gì hay ngồi xui chẳng hạn thì mình cũng có cái vài kinh nghiệm để mình làm đẹp cho mình. Chú có hay động viên cô làm đẹp không? Cũng thường hay động viên nhưng mà cơ hội thì rất ít. Vậy bây giờ chú thử nhìn toàn bộ nhan sắc bây giờ của cô thì chú nghĩ rằng là cô trẻ ra được bao nhiêu tuổi ạ? Trẻ hơn 10 tuổi. Trẻ hơn 10 tuổi luôn. Vậy chú có thể dành riêng một cái lời khen gì đấy dành cho cô ngày hôm nay được không? Ngày hôm nay là ngày đẹp trời và cũng ngày bà xã rất là đẹp. Chúc mừng bà xã coi như là trẻ mãi không già. Cái sự thay đổi này của cô thì không thể nào thiếu được sự giúp đỡ của chuyên gia make up cũng như là hair stylist. Thì bây giờ con dành lời cho hai bạn. Dạ, đối với kiểu tóc của cô thì cô đi tiệc hoặc là đi sự kiện thì cô nên bới những cái kiểu tóc như vậy. Và tóc của cô thì về nhà thì mình chưa khó sử dụng thêm sản phẩm. Bởi vì tóc cô uống với lại là nhuộm đen thì nó rất là khô luôn. Nên là về nhà cô sử dụng thêm dầu hấp này, dầu hoặc là dầu xả. Bình thường thì cô có thể ra ngoài salon hấp cho tóc mình nó mềm mượt hơn. Cảm ơn con. Và nhân đây thì nhãn hàng Casio mà nhãn hàng đã tài trợ cho cô bộ trang phục này, họ có gửi tới một cái voucher. Dạ, con gửi cô. Dạ, không có gì ạ. Dạ, Salon Hitomi thì có một quà nho nhỏ tặng cô là voucher giảm giá 20% và tặng cô một lần hấp phục hồi tại salon vào lần sau. Rồi, cảm ơn con. Sau một ngày rất là dài thì cuối cùng Bông cùng ekip rất là vui khi nhận được sự hài lòng của nhân vật của chúng ta cũng như là người thân của cô ấy. Và quý vị khán giả ơi, đừng ngần ngại gửi đăng ký tham gia chương trình, dù bạn có là bà nội trợ hay là nhân viên văn phòng hay là làm một công việc gì khác. Bất cứ ai cũng đều có thể tham gia để làm đẹp và đẹp để đổi đời. Cách chọn áo dài cho các mẹ chuẩn bị làm xui không bao giờ lỗi mốt. Những xu hướng chọn áo dài mẹ cô dâu chú rể sau đây đã tồn tại từ rất lâu và trở thành chuẩn mực không bao giờ lỗi mốt. Với dáng người đậm đà, phụ nữ trung niên rất cần những chiếc áo có khả năng che lấp được những khuyết điểm trên cơ thể mà vẫn tôn lên vóc dáng. Xu hướng áo dài cưới cho mẹ trong ngày cưới nên làm bằng vải nhung, gấm, lụa nhún có độ dày vừa phải và co giãn nhẹ sẽ phù hợp với phụ nữ trung niên hơi dư thừa trọng lượng. Các chất liệu này tạo sự sang trọng và kín đáo cho mẹ cô dâu chú rể, những người đóng vai trò quan trọng thứ nhì sau hai nhân vật chính của buổi tiệc cưới. Với những mẫu thân sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và mình gầy, cô dâu nên chọn cho mẹ áo dài với chất liệu tơ tằm, lưới thêu hoặc là vải lụa có độ bóng để giúp trông đầy đặn hơn. Áo dài xui cổ tròn, áo dài xui vải nhung, áo dài xui 3D. Những lưu ý khi chọn mẫu áo dài làm xui. 1. Về màu sắc, tùy từng sở thích của mẹ cô dâu hay mẹ chú rể mà có cách lựa chọn màu sắc áo dài phù hợp nhất. Màu sắc của áo dài nên lựa chọn những loại màu áo dài phù hợp với độ tuổi của các mẹ như màu tím, màu xanh dương đậm, màu đen tuyền, màu tím, màu hồng đậm.
2. Về họa tiết. Lựa chọn áo dài làm xuôi chắc chắn không thể bỏ qua họa tiết trên áo. Chọn áo dài cho các mẹ nên lựa chọn áo dài có họa tiết hoa văn trang trí mang những ý nghĩa biểu trưng. Những họa tiết hoa văn như hoa đào, hoa mai, hoa cúc, công, phượng.